Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Lời Người Huyết Ngải vẫn là bộ phim duy nhất của Việt Nam khiến mình ám ảnh. Mình đã làm một video giới thiệu về phim, tuy nhiên vẫn còn nhiều câu chuyện xoay quanh bộ phim này mà mình rất sẵn lòng để kể cho các bạn. Lời Người Huyết Ngải ban đầu được giới thiệu là phim kinh dị, tuy nhiên một thời gian sau thì nó được xếp vào thể loại trinh thám. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho hay vì vấn đề kiểm duyệt vào thời điểm đó, nhiều nhà làm phim Việt Nam vẫn phải né tránh những yếu tố bạo lực và mê tín dị đoan. Vậy nên bộ phim về bản chất không có thế lực tâm linh nào, tuy nhiên thì bầu không khí của phim lại vô cùng ma mị nếu so với những phim trinh thám thông thường. Hành trình của ba cậu sinh viên đại học y từ lúc tìm ra loài cây bí ẩn cho đến lúc từng người một phải trả giá, lúc nào cũng khiến người xem phải sởn gai ốc. Mình nghĩ rằng Lời Người Huyết Ngải là một bộ phim ra mắt sai thời điểm. Nếu nó cũng chiếu vào hiện tại, khi kiểm duyệt phim đã cởi mở hơn rất nhiều để hỗ trợ nhà làm phim, thì Lời Người Huyết Ngải sẽ còn xuất sắc hơn nữa vì được sử dụng yếu tố tâm linh. Mình thật sự mong có một bản remake của bộ phim này.